Phản ứng vậy là sao? Không nhận ra tôi à? Thì ra mày bị điên hả? Bộ dạng của mày không khác gì người điên lắm đâu. Vậy mà anh vẫn còn quan tâm tới mày hả? Nhưng mà cho dù mày có ở bộ dạng nào thì thật sự là trong mày cũng đáng ghét như nhau vậy đó. Điên mà cũng biết đau hả? Thôi được rồi, xin lỗi. Xin lỗi được chưa? Ta không cố ý làm mày đau. Xin lỗi nha. Không làm đau nữa. Không có làm đau mày nữa. Làm đẹp cho mày nha. Làm đẹp á? Biết làm đẹp không? Làm đẹp đó biết không? Nè, làm đẹp. Lại đây. Đẹp. Đẹp hả? Lại đây làm đẹp cho. Đẹp. Tao làm đẹp cho nha. Lại đây, lại đây. Nhìn đi. Thấy sao? Đẹp không? Thích không? Đẹp, đẹp. Dễ, dễ. Biết mày về cho nên chuẩn bị không thiếu một thứ gì hết. Nhìn cái gì? Tao không những muốn đập vỡ khung hình này mà tao còn muốn làm tan nát cả cái gương mặt xinh đẹp giả dờ ngây thơ của mày nữa, mày có biết không? Xấu. 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 Ai xấu? Mày nói ai xấu hả? Tại vì ai mà tao trở thành con người như vậy? Tại vì mày đó. Chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt của mày là tao muốn nó biến mất khỏi thế gian này rồi, mày biết không hả? Nhưng mà tao chưa có vội hại mày đâu. Tao không có tin mày điên. Và tao sẽ cho anh Bách biết mày có điên thiệt hay không. Em lại không chịu ăn cơm nữa hả? Sao vậy? Không ăn cơm thì làm sao mà khỏe được? Quậy tung mọi thứ lên hết, còn phá đồ đạc lung tung nữa. Lỡ em bị thương thì sao? Coi cái mặt em kìa, vẽ dơ tùm lum hết đó. Xấu quá à. Đẹp. Mặt đẹp. Không có đẹp, xấu lắm.
Để anh đi rửa mặt cho em nha. Đi, đi, anh rửa mặt cho em. Đi vô đây anh rửa mặt cho. Rửa mặt xong sẽ đẹp, đẹp lắm nha. Đẹp. Nhanh lên. Đi. Mình đi. Nè, cẩn thận đó. Bộ phim truyện Việt Nam Tình yêu dối lừa, 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên THVNI.